Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Gì vậy? Hay nha. Rồi. Đi ngoài đường thấy người ta có ghẹ ngồi ở bên nó hơi sướng sướng. Không phải không có, em muốn nhìn lại thấy mình cũng tới tuổi. Biết múa giỏ không? Dạ không. Hèn quá. Hay quá. Anh sợ biết múa giỏ lỡ mốt anh đi chơi quýnh. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Trời ơi, chắc tôi đứng nói chuyện quá. Em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào các vị khán giả. Em tên là Lê Thị Bích Ngọc ạ. Năm nay em 28 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thôi Tường khỏi nói rồi. Học thuộc bài dữ ha. Chúng ta sẽ gặp chàng trai của ngày hôm nay. Xin mời. Chào bạn. Ngồi đi. Gì vậy? Hay nha. Rồi. Đây là quá đẹp trai các bạn. Ok. Gì? Lạ. Bạn tên gì? Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Đoàn Đông Hải. Năm nay mình 29 tuổi. Đang làm nghề gì? Mình hiện là cán bộ văn hóa thông tin. Cán bộ văn hóa thông tin hả? Tưởng đâu bạn cái chức danh nó đầy đủ của em là cán bộ văn hóa thông tin, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và gia đình. Trời ơi. Danh dài dữ vậy. Nó có dính tới văn nghệ nên anh thấy em nó vậy á. Vui đúng không? Vui. Văn nghệ, cái bài hát này vui không? Hát tặng bài lấy không khí thôi. Vui nha. Em không biết hát anh. Không biết hát làm văn hóa văn nghệ. Dạ, em làm cán bộ thì em mướn đạo diễn hay em mướn thầy gì dạy chứ anh em đâu biết dạy. Em ơi, nhưng mà chị thấy lạ lắm tại vì thường á người ta nói kiều nữ gặp đại gia mà đại gia thì thích chân dài. Dạ. Mà em thì chân quá dài. Mà sao em không có đại gia? Dạ. Vì em nghĩ chắc do em tuổi dần đó chị nên cao số. À, tuổi dần nên cao số, 28 tuổi dần đúng rồi. Bây giờ mà nếu mà gặp người đúng đối tượng là cưới liền luôn chưa? Cũng dạ. Lớn tuổi rồi. Dạ có chị. Cưới liền phải không? Dạ. Bên kia có muốn cưới liền không nè? Có chị phải không? Vậy em muốn cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Dạ, bạn trai em thì em mong muốn là cao hơn em một xíu, khoảng mấy 1m4 chị. Em cao bao nhiêu? Dạ, em 1m3. Em 1m3 rồi em quất đôi giày vô nữa thành 1m8. Xin lỗi chị hỏi nha, em cao được mét mấy vậy? Dạ em đủ chuẩn của bạn bên đó chị. Vậy hả? Trời ơi. Em thấy bạn đó nói vậy em mừng lắm. Mừng lắm ha. Dạ. Bây giờ em thích cái người bạn trai của mình là như thế nào? Tính cách thì là rất là nghiêm túc trong tình yêu chị, vui vẻ quá trời vui luôn. Bạn ta vui vẻ rồi, làm cái công tác như vậy tôi nghĩ rằng bạn là người rất là năng động, vui vẻ hoạt bát. Yeah. Tại sao bây giờ vẫn chưa có người yêu? Cái công việc của em thì tiếp xúc với lại cỡ là tuổi em thì đó ít lắm anh, em tiếp xúc hầu như là thiếu nhi nhiều. Bởi vậy hiện giờ em cũng chưa có tình dắt dai. Với cái thứ hai thì cái tính tình của em cũng thích tự do chút xíu nên đôi lúc mà đi ngoài đường thấy người ta có ghẹ ngồi ôm bên nó hơi sướng sướng. Không phải không có, em muốn nhìn lại thấy mình cũng tới tuổi rồi, cái vô tình xem chương trình thấy cũng hay nên thôi biết đâu được anh. Gì biết đâu được anh? Biết đâu được cái cô bên kia. Em ơi cho chị Tường hỏi nè, nhưng mà giờ em đến chương trình là em muốn tìm ghẹ hay là em muốn tìm vợ? Em muốn tìm ghẹ thì tìm hiểu thì ghẹ là gì? Em muốn tìm con gái. Ghẹ. Chưa có minh tình nào dắt dai cho thiệt tình luôn vậy hả? Dạ thiệt chị. Yêu tại sao không dám nói hay sao? Em dắt gái lắm anh ơi. Rồi mẫu người bạn gái của bạn như thế nào? Em rất là giản dị nên em cũng muốn bạn gái em giản dị, vui giống em. Tưng tưng chút xíu thôi được, tưng tưng đừng có cùng quá. Không, một chút xíu vẫn được phải không? Dạ tưng tưng chút thôi chị Cát Tường ơi. Không thích gì ở mẫu bạn gái của mình? Em không thích mẫu bạn gái của em là ngồi đừng có gác trên lưng ghế. Đừng gác ghế mà sao? Dạ như nằm. Ghét không anh? Trời đất ơi, nói gì chứ quê ta ngồi vậy không hay không?
không ở nhà thì được, ngồi ở nhà thì được. À. Còn ví dụ mà đi với em thì đừng có ngồi dậy, chứ đừng có sơn móng tay móng chân. Sơn móng chân sao mà không thích? Sơn cho đẹp chứ có gì đâu thích. Em nhìn nó sao sao quá. Sao là sao? Sơn móng tay là sao? Bạn nói cụ thể đi. Sơn tay rằng thấy sao đẹp. Lạc hậu quá ông ơi, thời buổi giờ sơn móng tay lèo lẹt anh. Em đơn giản vậy. À, không thích lèo lẹt. Dạ đúng rồi anh. Thôi giờ gặp luôn đi. Gặp đi, gặp đi. Nôn quá rồi. Trời ơi, móng tay móng chân. Còn đi coi coi thử coi. Có sơn móng tay móng chân không? Không. Không có sơn móng tay móng chân, có sơn mắt được không? Được. Dễ thương, vui. Dạ, tính ảnh cũng rất là vui vẻ, hòa đồng anh. Thấy hợp chưa? Dạ, chắc là hợp. Hợp rồi thì gặp. Để tôi gặp trước đi ông. Trời ơi, ham quá. Không móng tay, móng chân. Tôi la cà. Ý, gu dạ. Lạ quá ha, gu lạ. Cái gì đâu gu. Hai bên láng quá vậy. Để đâu lấy cái tô đó, úp lên nhìn à, nè. Chưa lại còn như là láng. Cạo xung quanh rồi, dở cái tô ra nó vậy thôi gì đâu. Phải đúng, nó phải lâm không mà, anh Giang nó thêm. Phong độ quá chị ha. Phong độ, phong độ. tự tin, ok, được, được, được. Được em, rất là dễ thương em ơi. Được, được. Rồi cho gặp nhau đi, em chịu rồi đó. Tôi nhấn nút cho. Các bạn có 2 phút. Đó, nhìn qua, em nhìn trước đi, thấy phía sau không? Thấy mái tóc ánh kim không? Thấy sao, thấy sao? Lạ quá hả? Lạ chưa? À. Cái tóc bóc lại khó lắm em. Giống như là kêu đi ăn trái thanh long mà đừng bao hộp. Rồi quá, nhìn nhau 2 phút. Em chào anh ạ. À. Chào em. Nhìn em anh gung quá. Gung như gõ. Anh quê ở đâu ạ? Nghe như miền Tây vậy. Anh quê quán Bình Dương nhưng mà sanh ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Lớn lên cũng ở đây, nhà cũng ở đây. Dạ. Còn em? Dạ em thì quê Bình Định ạ. Em biết múa giỏ không? Dạ không ạ. Hay quá. Hay quá. Anh sợ biết múa giỏ lỡ mốt anh đi chê quýnh à. Em hiền mà. Em thấy anh sợ. Dạ mặt dễ thương ghê. Thấy anh đẹp trai không? Cái gì nó bắt đỡ, đâu bắt đỡ. Cái gì đó thì nó nhiều. Câu hỏi này khó mà anh. Nói đại, nói thật lòng đi. Nói thật mất lòng anh. Không sao, nói đại đi. Sao là sao không đẹp rồi. Anh nói đại mà. Đủ đẹp anh. Đủ, 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 đủ là được. Anh cảm ơn em. Em có muốn hỏi gì về anh không? 30 giây nữa. 30 giây còn lại em hỏi anh đi. Anh thích hay thích đi chơi á. Nhưng đúng mà rồi. Em ngược lại thì em không hay thích ở nhà. Không phải không thích mà là ở nhà nhiều á. Thì anh có như khi quen nhau mà em cũng không đi được chơi được nhiều thì có sao à? Đâu có sao, em miễn sao em cho anh đi được rồi. Rất đơn giản, rất đơn giản. Tiếp tục, tiếp tục. Anh hỏi em sao đó? Nhà em ở đây là em ở nhà em ở đây hay là em vô đây em làm thôi? Em vô đây làm thôi. Em ở với hai đứa em của em. Hai. Em còn hai đứa em nữa. Thôi hết vui rồi. Bạn để tay vô nút bấm đi. Cán bộ kế hoạch hóa gia đình. Ê, không phải không phải. Cán bộ gì đó, gì thể dục thể thao quá dân gia đình văn nghệ gì đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu các bạn đồng ý các bạn nhấn nút, còn không đồng ý không nhấn nút. 1 2 3 hết thời gian. Người khác vậy. Có một sự coi như giật mình vui không hề nhẹ. Sợ không bằng, sợ bằng gái không nhấn nút không? Dạ cũng bình thường anh, dù những lúc em vui hơn, không những lúc thì lúc sao? Không những lúc thì em gán ra ngoài em liên hệ em làm bạn. Nói chuyện như là mỗi khổ quá. Em gán đứng đi cái bàn luôn đây. Hai người này hợp rồi nhá. Mà tôi nghi mày đo có ăn gian nè. Chị kìa. Sao quá. Con hốt vậy. Không sao em, miễn là mình tự tin là được rồi. Chị rất dạ. Thích bản lĩnh của em, cá tính của em. Hai bạn có thể nắm tay, chúng ta sẽ bắt đầu vòng quay may mắn. Nắm tay nhau. À. Trai giới thiệu về mình.
Dạ, em tên là Dương Quân Tiến, hiện tại là 34 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Tiến là làm về gì ta? Dạ, em làm bên thiết kế về bên kế. Nội thất. Bây giờ mình nhà gái. Đến với nhà gái nè. Dạ, em là Lê Thị Hà, em sinh ra ở Đồng Nai, hiện tại em ở và làm việc ở quận 7 ạ, sinh năm 89 ạ. Làm gì hả? Dạ, em làm nhân viên chăm sóc khách hàng tổng đài ạ. Rồi, bây giờ Tiến nói một chút về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Về ưu điểm của em thì có thể là biết lắng nghe, chịu học hỏi, có thể là học hỏi bất cứ mọi thứ. Học bất cứ cái gì, học rất nhanh đúng không? Vâng, khuyết điểm của em thì có lẽ là hơi nóng tính và vội vàng. Bây giờ chị mình đến với ưu điểm và khuyết điểm của bạn gái nè. Dạ vâng, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi, cũng như là lắng nghe sự chia sẻ. Còn khuyết điểm của em thì hay hờn vô cớ một chút. Với lại sống hơi nội tâm một chút á, kiểu cảm xúc mình không thể kìm nén được á. Đường tình duyên của Tuyến sao? Đường tình duyên của em cũng hơi lận đận một tí thôi. Lận đận là lận đận thế nào? Cũng trải qua cũng hai mối tình. Hai mối hả? Vâng. Mối dài nhất nhiêu? Mối dài nhất thì cũng được khoảng 7 năm, 8 năm. Yêu nhau rồi có tính tới cái chuyện kết hôn chưa mà? Dạ có rồi chị. Thế thì bạn có em bé chưa? Dạ có được một bé. Đang sống với em một bé và một bé sống với mẹ. Tức là có vậy hai là bé luôn. Vâng, đúng rồi. Con lớn nhất là mấy tuổi rồi Tuyến? Dạ bé 8 tuổi ạ. Ở với mẹ? Vâng, đúng rồi. Bé nhỏ nhất thì được 4 tuổi ạ. 4 tuổi ở với ai? Đang ở với em ạ. Hiện tại thì mẹ bé đang ở Cà Mau. Chuyện đã qua rồi, nhưng mà vấn đề lớn nhất của em ở đây là chuyện con cái sau này. Thật sự là đang phân vân không biết là cái người tiếp theo có được sự bảo bọc con mình hay không, hay là có sự phân tách giữa con mình con này con kia. Một chút mình sẽ hỏi quan điểm của người bên kia thôi. Đó là do mình. Đó là do mình. Nhưng mà bây giờ là mình ở với ai nữa? Là chỉ có hai cha con chăm hai nhau cha con thôi. Thôi. Không, hay là có hiện ai tại thì không? Em gửi bé về nội cũng được 2 năm rồi. Nội ở đâu? Nội ở quê miền Tây ạ. Miền Tây là ở đâu? Dạ hiện tại thì quê nội đang ở Cà Mau. Vậy thì em Sài Gòn một mình? Vâng đúng rồi. Thuê nhà hay là? Hiện tại thì trên đây em ở cùng với một anh trai. Là nhà của anh trai? Dạ đúng rồi. Chút xíu nữa mình hỏi tiếp. Tại vì Lan cũng có rất là nhiều cái câu hỏi muốn hỏi bạn đó. Chút xíu là nhà gái sẽ hỏi tiếp. Đường tình duyên của mình sao? Dạ đường tình duyên thì cũng hơi đào hoa một chút. Nhưng mà chính thức thì cũng có hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì chắc tầm 3 năm. Mối tình thứ hai thì chắc khoảng 2 năm ạ. Dạ, đúng. Nhưng mà nãy giờ em nghe bên kia tâm sự là đã ly hôn rồi. Dạ, và hiện tại đang ở với con. Nói chung hoàn cảnh bên kia cũng tội nghiệp lắm như vậy á. Thì em có ngại không? Vấn đề ở đây là em không ngại. Nhưng mà em thấy ảnh là người ngại. Có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ. Anh không nghĩ là mình thương cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình. Mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay không. Lo sợ đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên là một tí nữa các bạn sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn về vấn đề này. Đừng có nghĩ biết đâu người ta lại yêu thương con mình còn hơn mình nữa đó. Có những cái người phụ nữ như vậy chứ bộ. Đúng rồi. Thôi, bây giờ em trai nè, em muốn tìm một mối tình tiếp theo như thế nào? Biết chia sẻ, lắng nghe và quan tâm. Còn về ngoại hình thì nói chung là cũng chiều mến tí để sau này mà phụ cho công việc của em sau này. Có nụ cười dễ thương nè, mái tóc cũng tương đối là dài. Nụ cười rất là xinh, rạng rỡ. Giọng nói thì rất là... Xin chào chú Hương Linh. Xin chào nhà gái, dễ thương. Dễ thương lắm. Đúng rồi, mình muốn một cái mẫu hình lý tưởng thế nào? Tại vì là con cũng hơi cao và hơi to con. Con cũng muốn là bên đó cao 1m7 trở lên. Không nhuộm tóc thì càng tốt. Con cũng, nhà con thì cũng không thích hình xăm và con cũng không thích. Không hút thuốc thì càng tốt hơn nữa. Dạ, chủ yếu là phụ nữ mà lúc nào cũng muốn được quan tâm, được lắng nghe và chia sẻ. Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có thể là 90%. Bây giờ mình đi với ai vậy? Hai người chị. Nhưng mà hai người chị đang bận tí việc là không có qua được á. Được dạ, rồi. Không sao, có chú Quyền Linh. Mình đi với ai cưng? Dạ, em có chị Ngọc Lan. Dễ thương quá. Khỏe re. Bên đó có Ngọc Lan, bên đây có Quyền Linh. Mở rào. Trai bên đó dễ thương á, chị thấy ok. Bắt đầu đi em trai. Chào. Mạnh dạn lên nào. Đây, anh có món quà dành tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Hình trái tim nha mọi người. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh nói trước đi ạ. Anh nhường quyền cho em. Anh nhường quyền em hả? Thì em nhìn anh thì cũng dễ gần, cũng hiền,
Dạ vâng, nói chung là cũng có rung động. Còn nhà mình có mấy anh em ạ? Anh thì 4 chị em. Dạ 4 chị em. Anh Út. Anh Út à? Em cũng Út. Nhà em thì 5 anh em. À, quê của mình là ở Cà Mau luôn hả? Đúng rồi, quê anh ở Cà Mau. À, em thì quê em ở gốc thì ở Bình Định. Anh có sợ giỏ Bình Định không? Trời, cũng hơi sợ đó. Nhưng mà... Vậy có giỏ hả? Nói hù cho vui thôi chứ em sinh ở Đồng Nai. Không biết giỏ đâu. Cảm ơn vì quê đã Đồng Nai. Dạ. Chứ anh sợ, hơi bị sợ về phong bộ của Bình Định ấy. Dạ vâng. Hồi nãy có một cái ý em nói là em mong có một người bạn gái có cái nụ cười xinh để hỗ trợ cho công việc của em. Dạ, tại vì cái định hướng của em á, lúc trước cũng đã từng có công ty nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà sau cuộc khủng hoảng thì em tới bây giờ, hiện tại bây giờ thì đang ngưng động. Chắc có lẽ là trong 1 năm tới hoặc 2 năm tới thì em sẽ xây dựng lại. Rồi liên quan gì tới nụ cười xinh của bạn gái? Thì cũng có lẽ là phụ giúp công việc cho em ấy, gặp đối tác hoặc là khách hàng này kia nọ. À, là đi cùng là... em. Vâng, đúng rồi. Đồng hành cùng em đi suốt quãng đường còn lại thôi. Dễ thương. Em, anh hỏi vấn đề này nhé. Về vấn đề về con ấy, hiện tại đang nuôi một bé. Bé trai 4 tuổi, cũng khá gành lắm. Thì em cảm nhận như thế nào nếu mà mình có con riêng như thế? Đối với em thì nó rất là không có cái vấn đề gì to tát cả. Quan trọng là cái người đàn ông như thế nào thôi. Em rất là thương trẻ con. Nhà em thì hiện tại mới có 3 cháu thôi, nhưng mà 3 cháu đều là lúc nhỏ là đều là em chăm cả, nên là em rất là thương con nít. Dạ vâng. Nên là anh đừng lo nghĩ về vấn đề đó. Nên là có cái gì được anh cứ chia sẻ, anh đừng nói à cái vấn đề đó không biết là cô ấy có chấp nhận hay không hay là gì, anh phải chia sẻ thì mới hiểu nhau được. Em rất là hiện đại luôn đó em gái. Dạ. Hay đó. Thì cũng nhiều lúc mình cũng lo ngại vấn đề đó. Dạ, tại vì rồi. Thời buổi bây giờ nó cái gì nó cũng phát triển hết. Ví dụ mà con cái thì nó hơi nghịch tí. Dạ. Thật là nhiều lúc mà em không chịu được cái tính con nít á. Con nít thông minh thì mới hiếu động, mà mình thương nó thì nó sẽ thương mình thôi. Vâng, đúng rồi. Anh cũng có quan điểm như thế. Dạ vâng. Nếu như bây giờ em kết hôn một lần nữa thì dự định về con cái của em như thế nào? Chắc chắn là em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em có dự định đem con lên ở cùng với em hay không? Cái điều đó là tất nhiên em sẽ mang con em lên. Ừ. Tại vì ngay lúc đầu em đã lựa chọn con. Nên em cũng dự định là nếu mà sau này nó ổn ổn tí, mình sẽ đem con lên. Nếu như mà cái anh phát triển bên nội ngoại thất thì công việc của em hiện tại là làm bên chăm sóc khách hàng đúng không? Dạ đúng ạ. Nếu như mà phụ giúp công việc cho anh ấy, em có thể là chuyên về bên mạng đó, ok chứ? À, nói chung là em cũng thích về kinh doanh. Ừ. À, cũng có dự định là sẽ kinh doanh. Và khi mà lập gia đình thì em cũng muốn kinh doanh một cái gì nhỏ nhỏ để vừa chăm sóc gia đình mà vừa làm công việc của mình. À, không muốn giao con cho mình cho ai cả. Điều đó anh rất thích. Trời ơi, hai bạn này đúng với một người chăm sóc khách hàng, nói chuyện rất là vừa lòng. Tôi thấy tôi chịu đàn gái vừa hoàn lòng toàn. Nhưng mà rất là chân thành rất nha ông Mai, chứ không phải là để vừa lòng khách hàng không đâu. Bây giờ em trai, em bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó, mình giao lưu cảm xúc, giao lưu âm nhạc chút xíu, rồi mình nói gì đó để mình cảm nhận về người đối diện. Vâng. Chào mừng đôi bàn tay em nhé. À dạ. Đó, hai tay nắm hai sao tay. Sao tay anh lạnh quá vậy? Nắm hai chắc tay là gần em nó sẽ lạnh. Dạ. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ mong, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bao sông, dù hoang tàn lãng quên nơi cuối đơn có em ghen chờ đợi anh. Mời nhà gái. Dạ. Nói một cái điều gì đó tận sâu trái tim của mình về người đối diện. Anh mong là anh suy nghĩ cho kỹ nha. Anh đã xác định mới lên tới đây. Anh mong thì là... đúng là ai xác định cũng mới lên tới đây. Nhưng mà xác định cho kỹ chứ em khó lắm á. Điều khó thì mình phải tìm hiểu mới biết cái khó điểm nào để mình chia sẻ và rỡ ra. Ok, khó mà không buông là em chịu ạ. Rồi, ok. Anh gái thông minh đấy. Chúng ta đang đối diện với khán giả hàng triệu người và bạn bè người thân. Suy nghĩ cho kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng.
Nào, hãy nắm tay nhau. Chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Chúc chúng ta sẽ có một mối tình trọn vẹn, hoàn hảo và hạnh phúc. Em tên là Nguyễn Xuân Đông, em năm nay 30 tuổi. Em đang làm việc và công tác tại xí nghiệp Toa Xe Sài Gòn. Em làm công việc chính là thợ điện. Là quận nào, ở quận nào? Dạ, em làm ở quận 3. Còn em? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Thùy Tâm, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm kiến trúc sư ở quận 7 ạ. 30 tuổi rồi á hả? Dạ. Mà nhìn bé xíu xìu xiu luôn á, chị tưởng em có âm mấy à? Dạ, do em hơi thấp á chị, nên là mọi người đều sẽ có cảm giác như vậy. Hai em là bằng tuổi nhau luôn đó. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Sơn Đông. À, Sơn Đông à? Sơn Đông. Dạ, ưu điểm con là đa phần tất cả các công việc gì ở trong gia đình làm được hết. Rồi thích làm những công việc liên quan đến cái ngành nghề của mình, là sửa chữa đồ và đồ trong nhà, đồ điện trong nhà. Rồi máy lạnh tủ lạnh đồ đó hả cưng? Dạ, máy lạnh làm được hết ạ. Máy lạnh với tủ lạnh rồi máy nước nóng ạ. Coi như nó muốn nóng nóng, lạnh lạnh đó. Chúc chắc phải xin số điện thoại quá. Dạ, cô Hồng Vân có sửa chữa gì cứ kêu con Quang làm miễn phí cho cô Hồng Vân ạ. Rồi ưu điểm mình là cái gì Sơn Đông? Dạ, con tính tình thì hòa đồng, thoải mái trong mọi công việc, rồi có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm thì có chắc có là con hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Dạ, cũng ít ạ. Ít ha? Dạ. Rồi, hút ít là càng không hút thì càng tốt luôn. Dạ, nếu mà không hút thuốc thì lên cân dữ lắm. Sao? Không hút thuốc thì sao? Lên cân. Không hút thuốc nó lên cân cô Vân ơi. Ồ, vậy hả? Dạ. Đợt con lên chương trình này là đợt đăng ký trước là con 79kg á. Mà bây giờ lên qua chương trình này còn có 63kg à. Sao vậy? Sao giảm cân hay quá vậy? Hút thuốc hả? Dạ, không phải hút thuốc mà vừa rồi chích vaccine xong nó giảm chứ. Ồ, vậy hả? Dạ. Nó hành bệnh đó cô Vân. Vậy đó hả? Dạ. Chắc tôi phải đi chích quá. Rồi còn bé nè. Dạ. Con thì điểm mạnh của con là thẳng thắn, thật thà, hòa đồng, giỏi giang. Không phải có chữ giỏi giang. Dạ. Thân thiện. Còn có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của con cũng là thật thà với thẳng thắn. Tại vì đôi khi thẳng quá nên là nó cũng dở trong một số tình huống nhất định. Đôi khi bị mất lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Hoặc là đôi khi mình thật thà quá cũng không nên. Ngoài ra thì con nấu ăn không được ngon cho lắm. Ngoại hình cũng không xinh lắm. Con nghĩ đó là những cái điểm yếu của con. Vậy là giờ con có mấy mối tình rồi con khai luôn nè. Trước giờ thì con có 3 mối tình rồi. 3 mối tình. Dạ. Nhưng mà đều là thời học sinh. Mối tình gần nhất là cách đây 12 năm rồi. Cách đây 12 năm? Dạ. Quen được bao nhiêu năm? Dạ, quen nhau 3 năm. Quen từ thời lớp 12 cho tới khi con đang học đại học năm thứ 3. Thì tụi con chia tay do là một tụi con yêu nhau xa. Dạ. Xong rồi con xuống đây học đại học, còn bạn ấy thì ở trên quê. Rồi lâu ngày thì cái tình cảm nó cũng nhạt dần. Xong rồi tụi con chia tay vui vẻ hòa bình rồi ạ. Quê con ở đâu? Dạ, quê con ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk phải không? Dạ. Nay là 12 năm độc thân luôn đó. Dạ. Trời đất ơi, không, 12 năm luôn. Còn Sơn Đông sao? Dạ, con mối tình chính thức là chỉ có một mối tình chính thức thôi. Cách đây cũng 2 năm rồi, kết thúc 2 năm rồi. Thì lý do chia tay thì là đợt đó mới đi làm, mình không có nhiều kinh tế để lo cho cuộc sống của người ta, mà người ta cũng đợt đó người ta cũng bằng tuổi. Rồi người ta nghĩ đến cái chuyện sống khổ sở thì người ta sẽ tìm lý do người ta chia tay. Biết đâu mình còn lỗi gì đâu, nếu mà yêu nhau chứ người ta không nghĩ không sợ khổ sở đâu. Mình yêu nhau mấy năm rồi? Dạ, yêu nhau 2 năm. 2 năm rồi, chia tay cũng 2 năm nay rồi. Dạ. Thôi, bên đây người ta tới 12 năm lận đó nghe. Rồi con tên gì cô quên rồi. Dạ. Con nói lại tên của con đi cô quên. Dạ, con tên Tâm. Tâm phải không? Dạ. Vậy là bây giờ Tâm có cái mong muốn gì
cái mẫu hình gì của cái người bạn trai của mình? Dạ mẫu hình bạn nam của con là gầy. Gầy. Không. Cô coi nha. Dạ. Chi tiết một từng vé một cô coi coi bạn bên này sao nha. Gầy nè, gầy trước. Có gầy xuống rồi đó. Dạ, con. Mà xuống 6 mấy là gầy rồi đó. 6 mấy là được rồi. Từ dạ. Mấy mà xuống 6 mấy? Dạ, một tháng mà xuống 16 kg. Con bị bệnh bao lâu mà xuống dữ vậy? Dạ, con chích mới vaccine có 2 tuần à. Mà nó dễ, bắt đầu giảm cân xuống này, xuống tầm 70 thôi. Nhưng mà xuống 63 luôn. Vậy hả? Dạ. Sao chú chích mà chú xuống ta? Chích bao lâu rồi? Con chích được 2 tuần rồi. Gì mà 2 tuần mà xuống như đó? 2 tuần là từ 68 xuống 63. Chắc con gọi là tập tành hay là sao chứ chích đâu phải là nguyên dạ. Xuống đâu. Vì bệnh xong rồi cứ ăn vô làm rồi biến, cứ ói ra. Không muốn ăn á. Làm biến ăn nữa, thế là nó giảm cân nhanh lắm. Chú chích mà chú đâu có ốm đâu. Rồi gầy nha, gầy nha. Rồi còn gì nữa con? Không bụng bia. Không dạ. Bụng. Rồi. Không da trưởng. Con có da trưởng không? Sao? Dạ con cực kỳ ghét người da trưởng ạ. Con ghét da trưởng đúng không? Ghét cả nữ cũng da trưởng. Không. Ấy là không có kiểu xu hướng áp đặt người khác ấy. Tức là không da trưởng rồi ghét dạ. Lắm. Sơn Đông ghét da trưởng lắm. Dạ. Bởi gì nữa? Vậy là được rồi. Con muốn cao bao nhiêu nè? Dạ, cao hơn con thì chắc là gần như hơn nửa thế giới này là cao hơn con. Nên con rồi là bỏ vấn đề chiều cao dạ. Đúng không? Nước da làm sao nè? Nước da thì bình thường thôi ạ. Có sao cần trắng được với con không? Dạ không. Không cần phải không? Dạ. Rồi có cần đẹp trai không như chú Quyền Linh không? Đẹp trai như chú Quyền Linh là được rồi ạ. Là số 1 luôn đúng không? Dạ. Rồi. Đẹp trai hơn. Tôi thấy là bạn bên đây là có những cái yếu tố đầy đủ mà bạn gái yêu cầu nha. Được chưa? Bây giờ hỏi bên ông đi, ông hỏi bên ông đi coi bên tôi làm sao. Mình muốn có người yêu như thế nào? Dạ một người bạn gái tính tình hòa đồng, hiền lành, lễ phép. Thân hình thì không cần cao quá mà cũng không mập quá. Mà con cực kỳ ghét người gầy. Tại có cái lý do là ngày xưa mẹ con còn sống á, cái bị bệnh phổi mà người rất là gầy. Con từ sợ đó con ám ảnh đến giờ. Đúng rồi, con rất sợ người phụ nữ gầy. Ám ảnh luôn đúng không? Dạ. Mà con mất lâu chưa? Dạ mẹ con mất từ năm 2000 cuối 2015. Bây giờ con ở với ai? Lâu rồi ha. Dạ con ở với ba, con ở một mình thôi, con làm và ở lại cơ quan luôn. Ba con thì ở với lại mẹ mới. Nhà mấy anh em? Dạ nhà ba anh em, một anh trai và một em gái, thì anh trai em gái rồi lập gia đình hết rồi. Bây giờ còn mình, còn có... mình làm ở trong đường sắt á, mình ăn làm trong đó luôn, cái ít ra ngoài không tiếp xúc với ai thì cũng không kiếm được người bạn. Con có sợ bạn gái giỏi không? Chứ con bé bên đây sao cô thấy nó giỏi quá. Dạ giỏi con sợ. Con sợ, sợ dữ rồi. Sợ dữ thôi đúng không? Dạ. Thấy nó cũng không có dữ con ơi. Con có dữ không? Qua coi thằng gái sao. Chào anh Quyền Linh. Đâu có dữ đâu. Mặt dễ thương mà trắng trẻo. Vậy mà ai mà nói 30 trời. Nhìn như không mấy tuổi vậy trời. Mặt này không có không bao giờ thấy lớn được đâu. Lúc nào thấy nhỏ 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 con, thấy trẻ hoài vậy đó. Rồi bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Đang hỏi con không ạ? Rồi đó, mẫu người như chú Quyền Linh nãy nói dạ, rồi. Dạ, nãy không có nói rồi. Con muốn một người dài, đẹp trai như chú Quyền Linh. Không gia trưởng. Bây giờ con phải nói là con không thích cái người không gọi là không thích nhất cái gì ở cái người đàn ông á. Không thích nhất ở người đàn ông là cái tính gia trưởng ạ. Là con rất là chú trọng cái chuyện đó, hoặc là không có tính phụ phu. Ấy là nếu mà người đàn ông đó phụ phu quá thì con cũng không. Không, mà đây không có đâu. Không vũ phu không? Đây người ta ghét không thích gia trưởng luôn mà. Dạ. Nó đây hiền khô mà. Con chỉ không thích những cái điều đó thôi. Chứ còn lại thì con cảm thấy bình thường. Khoảng bao lâu thì đàn trai có thể bước tới bên đàn gái được? Dạ con nghĩ cái đó là tùy theo cái tìm hiểu giữa hai người á. Rồi tùy theo hai người cảm thấy là có phù hợp hay không. Rồi ấy là con không có quan trọng cái chuyện thời gian. 30 không có bị áp lực thôi. Dạ. Khoảng năm cho nó gọn. Càng nhanh càng tốt. Dạ. Con có bướng không? Con có bướng không? Con không có giữ nhưng mà con có bướng không? Bướng là lì á. Thật ra thì con cũng không biết nữa, nhưng mà chắc là con cũng có lì á, tại vì làm trong ngành kiến trúc này thì cũng sẽ có một chút cái
cái tô cá tính. Dạ, thường là mấy tính. Nữ kiến trúc sư là cá tính là lắm. Cá tính á. Dạ. Cá tính mới làm ra những cái tác phẩm. Dạ. Nếu thật sự mà cứ nghe người này chút người kia chút rồi sao khỏe ra tác phẩm được. Dạ. Cuối cùng nó thành một cái lẩu à. Dạ. Đúng không? Đôi khi tụi con phải giữ chính kiến của mình. Đúng, chính xác. Dạ. Là như thế. Rồi, bây giờ thì hai bên sẽ gặp mặt để cùng trao đổi coi sao rồi mình quyết định nha. Dạ. Mở rào. Quay qua gặp mặt coi nào. Bắt đầu đi đâu? Chào em. Dạ, chào anh. Con ngồi xoay lại ạ. Không, bây giờ con qua tặng quà, xong rồi con dạ. Nhận quà về. Nhân lần đầu gặp mặt, em có món quà nhỏ tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng có món quà là lần đầu gặp mặt, tặng cho em một bó hoa và một cuốn sách. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đây, bây giờ vậy nè, con bỏ hoa đây, xong rồi hai đứa sẽ mở khui quà ra, coi như là cái gì, tại sao lại tặng như vậy. Dạ. Rồi, đứng lên đó, đứng sát đôi rồi. Đây anh tặng cho em cuốn sách này có tựa đề là Anh là chàng rể, em là cô dâu. Dạ. Cũng mong là sau qua chương trình này thì anh và em có cái duyên và đến được với nhau thì cũng không cần thời gian nhiều đâu. Đối với anh thì nếu mà hợp nhau á, qua dịch là hết dịch cái là tiến tới hôn nhân cũng được. Cưới luôn. Dạ, cưới luôn. Em cảm ơn món quà của anh. Còn em tặng anh là cuốn lịch nó bằng gỗ và nó có thể lật được. À. Như vậy anh có thể dùng để trang trí cái bàn. Em để ngày hôm nay để hy vọng là nếu như hai đứa có thành cặp thì anh sẽ nhớ được cái ngày kỷ niệm lần đầu gặp mặt ngày hôm nay. Anh cảm ơn em. Rồi, đi lên chỗ ngồi nè. À, đây. Rồi, anh rồi. Là con trai, em là con gái. Dạ. Quay ghế lại đi con, quay ghế lại nói chuyện. Cảm nhận em lần đầu gặp anh thế nào? Em lần đầu cảm nhận về anh, em thấy anh có vẻ nam tính, chín chắn. Em hơi hồi hộp nên là em cũng chưa nghe anh nói nhiều về mẫu người bạn gái lý tưởng của anh. Một người bạn gái lý tưởng của anh thì chỉ cần hiền, thật thà và lễ phép thôi. Cái đó là cái quan trọng nhất với anh. Không có giữ, nãy con có nói rõ ràng thì hiền đó cô Vân. Vậy ấn tượng của anh lần đầu về em như thế nào, có giữ không? Có vẻ hơi khó tính rồi. Sao anh lại hỏi em? Thì nhìn có vẻ mà hơi khó tính. Nhưng mà cảm giác thì rất là thích. Dễ thương không? Dễ thương đấy. Người dễ tròn dễ thương quá hả? Dạ. Đúng mẫu người con thích đó cô Vân. Tại vì không gầy. Cô cũng thích bé này ghê á, nhìn nó cưng cưng sao á. Kiến trúc sư nữa, người làm đẹp cho đời nữa ha. Em quan điểm thế nào về tình cuộc sống hôn nhân ta? Quan điểm của em về hôn nhân là học cách tôn trọng, chấp nhận lẫn nhau. Tại vì không ai là hoàn hảo hết. Chắc chắn là mình sẽ có khuyết điểm riêng của mỗi người. Vấn đề là mình phải học được cách chấp nhận cái khuyết điểm đó thôi, chứ em nghĩ sửa thì khó lắm. Nên là em nghĩ là hai người cần phải cố gắng hòa hợp với nhau á, chấp nhận những cái khuyết điểm rồi chia sẻ những cái khó khăn cho nhau. Đó là suy nghĩ của em về hôn nhân. Còn của anh thì sao? Của anh thì quan điểm của anh cũng đồng tên với là quan điểm của em, là như là không ai ép buộc ai cái gì. Cuộc sống nhau thì để cho nhau được cái tự do thoải mái. Tại vì con người anh là người thích tự do và anh thích đi phượt lắm. Một mình có thể đi phượt xa, chuyến xa nhất là đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng đi xe máy. Đi một mình thôi. Con có thích không? Con thích nói cho anh nghe. Con cũng thích đi du lịch và đồng thời con cũng thích thể thao nữa. Cho nên là ví dụ như em thì hơi nam tính một xíu, thành ra bạn bè nó hay chọc là đàn ông ấy chứ không phải phụ nữ, do là cá tính của em cũng hơi ấy. Em thích đá banh hoặc là chơi cờ hoặc là những môn thể thao như bóng rổ rồi đó. Thì anh có sở thích về những cái môn đó không? Anh thì 5 năm đại học của anh là anh đi đá banh. Còn chơi cờ tướng thì cũng chơi nhiều lắm. Hai chồng rủ nhau đi đá banh vui rồi nha. Luôn á. Con có đội bóng nhỏ cô Vân ạ. Tại vì như chẳng hạn như chú Linh á,
Dạ. Ông thích đá banh mà cô Thảo đó thích đá banh, hoặc là chú Tuấn đó, thích chơi cờ mà cô không biết chơi cờ đó, nhiều khi cũng này, chứ mà giờ hai vợ chồng cùng sở thích thì thấy vui rồi nha. À, anh thích gạch tóc dài hay tóc ngắn? Đối với anh tóc ngắn hay tóc dài cũng không quan trọng đâu. Miễn nhìn người đó gọn gàng là được. Anh nói là anh làm trong đường sắt như vậy thì cũng khá bận đúng không? Đúng rồi. Làm trong đường sắt thì nó sẽ có thời gian trực ban và thời gian làm về hành giờ hành chánh. Thì ngày nào mà làm trực thì sẽ hết tàu mới về. Còn những đa phần những ngày lễ hay là những ngày mà cao điểm như là hè và Tết đó thì hầu như đã không về nhà. Nếu như vậy thì em chỉ giả dụ thôi nha, nếu như vậy thì giả dụ như sau chương trình em với anh hẹn hò thì anh sẽ làm sao để sắp xếp thời gian để hai đứa có thể gặp mặt? Ngoài thời gian công việc thì anh sẽ dành hết thời gian đó còn lại của anh cho em nếu mà mình hẹn hò. Ý em là tại vì lễ Tết đồ gì, anh cũng không có cơ hội để về nhà. Tết nếu mà anh làm anh không đi tăng cường á thì ở nhà thì ngày làm ngày nghỉ. Tức là anh vẫn có thời gian để nghỉ. Vẫn có thời gian nghỉ. Nhưng mà lúc nếu mà chưa quen từ đó giờ chưa quen ai á thì cứ đi tàu suốt rồi. Nếu mà Tết đến hè thì đi tàu đi hết 3 tháng hè với lại 1 tháng Tết là mới xuống đất làm. Nhưng mà trong cuộc sống thường sẽ có rất là nhiều tình huống bất ngờ. Ví dụ như em chỉ giả dụ thôi. Ví dụ như một hôm nào đó em nghe được một cái tin buồn gì đó và em cần anh ở bên cạnh an ủi. Thì nhưng mà lúc đó anh lại đang phải bận công việc, vậy thì anh sẽ làm gì? Mình sẽ sắp xếp thời gian thôi. Công việc của anh thì nó không phải là không thể dừng lại được, có nghĩa là cũng sẽ có người làm thay. Tại vì trong cái đội, trong cái ban trực ban làm của anh á thì nó có 3 người, nếu một người nghỉ thì 2 người kia sẽ bù vào cái chỗ còn lại thôi. Bất kỳ 3 người trong 3 người đều có việc thì đều có thể sắp xếp được, nên không phải lo cái chuyện đó. Như vậy là sắp xếp được. Dạ, sắp xếp được công việc bằng mọi cách. Bằng anh cách. Sẽ ở bên anh đối, anh sẽ ở bên em ngay lúc đó đối với còn lúc đó người phụ nữ là người quan trọng nhất rồi, không còn gì quan trọng hơn nữa. Tại anh là người sống hướng nội em ạ, nên anh quan trọng cái tình cảm lắm. Còn ở bề ngoài không quan trọng được. Anh nói là anh có thể chia sẻ cho em về cái giống như là, tại vì bây giờ cái chuyện trong cái chuyện hôn nhân á thì thường là mọi người sẽ san sẻ công việc nhà đúng không, nhưng mà với anh thì sao? Việc nhà anh làm quen rồi. Tại vì anh sống một mình từ năm 18 tuổi. 18 tuổi là xin ba mẹ ra khỏi nhà ở, đi ra ngoài làm với lại đi học luôn đó cô Vân. Nên việc nhà việc ấy là tự tay tự làm được tự hết. Lập từ nhỏ rồi. Là từ 18 rồi. Nấu ăn rất ngon nha. Em nấu ăn dở lắm nên không sao đâu. Em nghĩ là có thể chia đôi công việc ra được, giống tại như anh nấu ăn em rửa chén. Nếu mà hai đứa mình cùng đi làm á thì buổi tối về, nếu mà anh về trễ thì em nấu, còn anh về sớm thì anh nấu. Vậy còn em chỉ giả dụ thôi, nếu sau này có con thì anh có, tại vì tính chất công việc của anh nhìn vậy chứ thật ra nó cũng sẽ khá là bận, nên anh có sẵn sàng với cái việc là san sẻ cái việc chăm sóc con cái không? Có chứ, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên mà, con mình chứ mình phải chăm chứ. Quan điểm là mỗi đứa, mấy đứa con trai hay con gái, sở thích gì đó. Con nghĩ là con nên đẻ hai đứa con gái. Anh thích con gái à? Em cũng thích gái hơn trai. Thích con gái, không muốn đẻ con trai. Rồi, về đội chú Quyền Linh luôn. Về đội với tôi. Chúng ta để tay nút bấm đi, chuẩn bị đưa ra quyết định của mình. Sau này nè con. Bấm hay không là quyền của các bạn. Tay bên này ạ. Đúng rồi. Mỗi nhịp tim là một lời nhắc nhở chúng ta. Bấm hay không bấm. Bấm là đưa chúng ta đến yêu thương. Bấm đưa chúng ta đến hạnh phúc. Còn ta cảm giác là chưa hợp với mình, chưa rung động, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. Con 1, ơi, đồng nó bấm 2, rồi. 3. Con có bấm không? Con bấm đi. Rồi. Nào, bây giờ ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Rồi, hai đứa nắm tay. Đồng nó dứt là rứt khoát. Một ngồi xuống là bấm liền. Dạ. Xác định rồi, quan trọng là cô gái thôi. Do con chờ chú Quyền Linh nói hết. Con nghe thử chú con nói làm đúng cái luật gì. Đúng không? Con làm đúng luật cái gì? Chờ đến 1, 2, 3 con mới bấm đúng không? Dạ. Con trai là quyết định nhanh gọn lẹ con. Đúng kiên rồi. Quyết, quyết đoán. Cứ lên thấy cảm giác đúng đối tượng của mình bấm ngay, không chờ đếm luôn. Mà dễ thương không? Dễ thương, dễ sợ. Dễ thương. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau nha. Dạ. Bây giờ nè, nãy giờ nghe
mẹ nói rồi còn ba nữa này kia, rồi gia đình của bạn gái nữa. Đông hãy nhìn màn hình ha, và xem như gia đình hai bên đang theo dõi mình, mình nói gì với người lớn đi. Con tên là Nguyễn Sơn Đông, con xin phép được chào gia đình của nhà gái ạ. Con sau cái chương trình này, con và bạn gái nếu mà hẹn hò chính thức và có thể tiến tới xa hơn được trong cuộc sống, thì con sẽ hứa, xin hứa là sẽ chăm sóc bạn gái tốt nhất có thể và làm hết trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình ạ. Hay quá. Con có nói gì với ba mẹ của con với ba mẹ của Đông không? Con xin chào gia đình của bạn Đông, và con hơi hồi hộp nên con cứ nói đi. Này, con có vui không? Con rất là vui khi có cơ hội gặp gỡ lại bạn Đông. Con cảm thấy là hai tụi con có những cái quan điểm nó cũng tương đồng với nhau, cũng giống giống nhau. Con hy vọng là tụi con có thể có thời gian để hẹn hò tìm hiểu nhau, nên là hy vọng dịch có thể kết thúc sớm thì tụi con mau về chung một mái nhà đúng không? Dạ, nếu như mà sau thời gian tìm hiểu mà tụi con cảm thấy là tụi con phù hợp thì tụi con sẽ suy nghĩ tới chuyện đó. Rồi, quá tuyệt vời ha. Ngày mốt là đi đâu nhà Đông mua vé tàu cho nè. Riêng cô Vân với đại chú Viện Linh là đi miễn phí. Hay quá ha. Tức là cô có đi tàu mà cô đi giường nằm rồi con đó. Con sẽ mua vé hết cho hai người. Rồi, chúc tụi con hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chú. Tình này nha, vượt qua những phong ba bão tố trên con đường đi thì rất nhiều cái cơn gió lạ, rất là nhiều cái bão tố phong ba, cần phải bản lĩnh, tự tin để vượt qua nó nha. Hãy kết hợp để nuôi dưỡng cái mối tình này cho nó đẹp nha. Rồi bây giờ mình nhận quà đã rồi mình mới về được nha.